Hôm nay thì có ba cô cả nhà, ba cô đã xem kênh rất là lâu rồi. Bữa nay cô về chơi với anh em. Cô Cúc. Dạ con chào cô Cúc. Chào cả nhà. Chào anh em nha. Chào cả nhà. Như lâu quá rồi khách mới về chơi cả nhà lên luôn hơi hồi hộp. Dạ con chào cô. Xin chào. Rồi con chào cô. Dạ, chào cô Lệ Hiền ạ. Cô tên gì ạ? Dạ, cô gì ạ? Cô Nam Hưng. Nam Hưng ạ. À. Dạ, con chào cô. Bữa nay thì đưa ba cô vô nhà của ba mẹ lúa. Ở đây thì nó mát mẻ hơn, mùa này mùa nắng á cả nhà. Vô trong kia thì nắng lắm. Vô nhà trong lúa nắng lắm. Đây. Dạ. Lúa cũng chuẩn bị cho cô một cái củ hủ dừa để hồi nữa cô làm. Con thì ở đây mà. Ở Mũ Cây Bắc nhưng mà nó sát lên tre khoảng 80 cây vậy không? Dạ. Nó tấm thớt có đen kìa. Em sắp 15. Dạ. Cái này miền trong đá giòn. Hủ dừa này thì anh em lúa cũng không biết chế biến làm sao luôn cả nhà ơi. Tại vì ít ăn lắm. Mình làm món gì cô? Mình làm mình trộn gỏi tép với da đầu heo. Dạ. Lúc con thông báo cho cả nhà luôn là cô Cúc này là cô Cúc Lê comment thường comment trên kênh đó cả nhà. Bữa nay mới biết mặt đó. Chứ hồi đó giờ không biết. À, má 16 tuổi. Má Thanh nè, má Thu nè, má Sáu chị Hương. Anh chú Trần Việt Bùi, chú Sang. Anh Hải, bữa nay anh Hồng Quỳnh, anh Thanh Nguyễn, bữa nay mới biết cô nha. Đúng rồi. Thật sự thì cô sao 6 tuổi mà nhìn cô trẻ quá. Cô mang đầu lên thì cô sai rồi. Dạ. Bắt cái cháo bắt ấy lên thả vô cái nấu cháo. Này nấu cháo ạ. À. Còn cái này tép cái bắt đầu cái mình luộc ha. Mình luộc ha, mình hắt đi cái này. Cái này thì mình luộc trước đi xong. Ừ. Trước cho nó tươi. Củ hủ dừa thì mình trộn gỏi với cái gì ạ? Trộn gỏi da đầu heo. Da đầu heo. Dạ. Rồi cái mình chặt ra cái mình bánh ổ. Dạ. Cô nói là mỗi lần mà xong nó nấu ăn rồi xong rồi cô tắt máy cả nhà. Nó gọi nó ăn cái của nó chạy ơi, nó ăn mình chạy rồi biết. Lúa sẵn đây lúa cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thời gian qua đồng hành với anh em lúa. Bữa nay mới biết mặt cô luôn á. Cô cho xem như là 6 7 năm nay rồi. Thật sự là cô không có làm gì hết đó. Ông xã cô thì ông giữ cái hàng đá rồi ông làm cái hàng đá, còn cô ở sông chơi vậy cứ ăn rồi cứ nấu ăn sáng đi thay dột xong rồi cái ăn sáng đi đi chơi cái nghỉ ngơi nghỉ dạ. Rồi cũng bắt đầu cái ăn nữa chưa ăn nữa đều đi tập thể dục cái bạn bè rủ đi đâu thì mình đi chơi. Dạ dạ không lo nghĩ gì nhiều. Dạ. Thấy xong nấu ăn mỗi ngày mà kho cá nữa. Trời ơi cô. Đâu có mấy có chung mấy anh em ăn à không à cô ơi. Cô nói trời ơi. Dạ, một ăn uống xong rồi anh em lúa sẽ đưa mấy cô đi vòng vòng chơi. Cô dạ. Thích đi đâu thì anh em sẽ đưa mấy cô đi ở đó. Ở dưới cô là mua cái củ hủ gì là mấy trăm ngàn á con, nhưng mà tại vì ở dưới dừa nó không có đốn á nên dạ. Nó hơi mắc. Tại con đốn dừa để dưỡng mít rồi, nếu để dừa nó dập mắt mít quá trời á. Điện thoại cô làm món này đi, tụi con không biết làm đâu. Để cô chịu.
cái này già rồi. Nó nghèo luôn đó nha. Nó ngon dưới này thôi, nhưng chỗ này nó già. Thôi ngọt. Sáng sớm tụi con tranh thủ tụi con đúng trước. À, cô lúc có hỏi cô là nói là cô muốn ăn món gì không để tụi con chuẩn bị, nhưng mà cô nói là cô làm đồ thôi là đấy để chế biến luôn chứ mấy con khỏi chuẩn bị gì hết á. Cô có dừa hay còn? Có chuẩn bị một cô hú dừa. Có mấy cây dừa đằng kia dễ xong sang lại. Lúc có mời anh Lực lên chơi đó cả nhà. Anh Lực mới đi làm về hồi tối. Chứ Sang thì nãy giờ liên lạc không được. Sang đi làm ở đâu á? Hả? Dừa không cưng? Cây dừa này năm nay nó cao quá rồi. Trái ghê hồn cả nhà. Này căn chậu của mình hồi xưa. Bà lúa nuôi ốc dưới này nè. Trái bích tặng kỳ gần chín nè. Để hồi có trái nào chín không, lúa gửi hoài cho cô. Trái này không biết chín chưa nè. Già, trái này già. Chiếc này vừa trái dữ ta. Trái vừa làm gì lại? Lụt cái tôm hả? Lấy qua đây luôn đi cưng ơi. Thang bên hông có không? Lâu lắm rồi lúa mới trở về nhà cả nhà. Rảnh rỗi là lúa ra thăm mẹ, ba mẹ, nhưng mà lâu quá rồi. Công việc nhiều quá nên nó không có ít ra. Rảnh là lúa chạy ra. Càng lớn tuổi càng đi làm nhiều, càng làm nhiều thì không có cận kề gia đình nhiều cả nhà. Lúc nào rảnh rỗi thì lúa ra liền. Mẹ luôn. Ơi con chào mẹ nha. Mùa này mùa nắng á, nên ở đây thì nó mát mẻ hơn, trong lúa thì nó chống chạy á, nắng dữ lắm. Dạ. Hai vợ chồng bàn hồi tối rồi nói thôi đưa mấy cô về nhà ba mẹ đi cho mát chứ là chúng con nắng dữ lắm. Chắc nghe. Năm nay là mất bẻ là mất bắt hang rồi. Vài năm nữa là mất leo rồi đó. Trời ơi trái nào trái nấy kìa, buồn nào cũng nấy kìa. Trên chục trái không. Dạ, má Sáu thích nấu ăn lắm nhưng mà má Sáu không có ăn. Thế hả? Nấu cho tụi con ăn không à? Má Sáu lạc hả gì? Không phải, ăn bình thường á. Nhưng mà má Sáu nói nấu xong rồi tự nhiên không muốn ăn. Vì là món nào cũng nấu cho tụi con ăn chứ. Mà mấy món của má Sáu nấu là tụi con không biết nấu. Cái gì à? Món hình như là người Hoa nhiều ạ. Phá lấu nè. Mấy món đó tụi con dưới miền Tây không biết nấu. Đủ. Hình như lâu quá khách không về, con nói chuyện hơi bị dung hơi á. Được rồi. Thôi chụp không được đâu, con tay một à. Hơi sống tốt lắm. Cô làm mà cô nín hoài, cô trời cô ơi chưa mà cô làm ba hơi mà cô chưa lên. Cô nói trời ơi thôi, kiểu này gì không được đi ra đi săn đi biển này. Nhưng mà cô hồi xưa cô lội cũng giỏi lắm á con. Dạ. Cô lội giỏi lắm. Tại hồi 7-8 tuổi là cô đã đi săn bắt rồi đó. Nói chung quy là đi xúc đi tát đồ là cô biết hết trơn.
tới 12, 13 tuổi là bắt đầu cô qua cô đi mua bán. Dạ. Mà xưa chắc cá tôm nhiều hơn bây giờ nhiều ạ. Trời ơi, cô với cái bà chị mỗi một lần đi xúc con cá con biết không? Là tại với cô thấy nửa cũng xúc con lét đó. Dạ. Để hồi cô chỉ con cái làm cái thùng bắt cá. Làm cái nó dễ lắm. Làm cái gì cô? Mua cái thùng 10 lít đó mà. Cắt cái mỉa chứ con làm cái hôm á hả? Không, nó không phải cái hôm mà ở ngoài cô kêu bằng cái bầu á. Đi bắt cá đồ nó dễ, nó bỏ vô nó dễ lắm. Cá hạnh nè chị, mà ba chị uống. Dạ, hạnh hạnh. Lâu lâu về cái bằng nó đi Đồng Tháp á, mà ở chợ mà đi vô vùng quê á. Thì xế là ai lái? À, thằng cháu nó lái. À, thằng cháu nó lái. Mấy chị ở đâu nè? Ở Bến Tre. Là chị thì chị coi kênh của Hai Lúa Miền Tây là nhiều nhất. Tôi nói chung quy là có nhiều khi tôi đi coi lại 2-3 lần. Chị 60 tuổi mà nhìn trẻ. Chị 66 rồi. 66 rồi đó. 66 rồi, nhìn cô chưa được 50 nữa. Cái này làm gì đó, em làm luôn cho. Cái này luộc luôn đi em. Luộc đi. Luộc đi. Đưa bắt nước cô hốc rồi. Vậy là tất cả những cái đó là ông xã của cô làm hết. Ông xã cô thì ổng chuyên về bên lò đường. Hồi xưa nhà có lò đường. Dạ. Rồi ổng gà miếng, ổng cửa máy những gà nó xong. Rồi giờ ở ngoài đó cái hết miếng rồi. Cái xung qua làm hàng cũng đó. Mình mua rau ở cạnh đây hết. Dạ, cô cần rau gì ạ? Rau răm ạ. Dạ dạ. Giờ này thì anh em Lúa sẽ đưa mấy cô đi ra sông chơi cả nhà. À, đi chơi xong rồi mình về mình ăn uống nha. Hả? Rồi đập đuổi ra. Rồi mình xuất phát nha. Trước lại. Rồi mình đem áo phao theo đầy đủ cho mấy cô. Xuất phát thôi. Mặc áo phao vô cô ơi. Nóng. Gọi cho ngay lại kêu mấy cô gọi cho ngay lại. Bình thường á tháng này nước cũng trong lắm cả nhà, nhưng mà mấy cái ghe bự á chạy á nên nó nước nó đục như vậy nè. Chút xíu nữa ra sông lớn á nước trong lắm, đẹp lắm. Cô ơi, cô thấy khác ở bên kia không? Khác ở bên kia không? Thank you.
đi luôn cái này ơi. Xíu nữa là tới ngay chân đầu cồn á, ngay chân bến đầu Thanh Bình á, là ngang ở dưới cầu Én luôn cả nhà. Mình sắp tới rồi. Chợ Thủ á cả nhà, kêu là ngã ba Thanh Bình á. Khu này cũng rất là rộng, cá tôm ở đây rất là nhiều luôn cả nhà ơi. Rất là rộng nha. Còn Én á thì nó nằm ngay chân gốc luôn, gốc cồn luôn. Từ nhà lúa chạy ra đây là khoảng 1 tiếng rưỡi đường sông nha cả nhà. 1 tiếng rưỡi. Lần đầu tiên anh em đặt chân tới Cồn Én nha mọi người. À, chạy qua chạy lại gặp hoài à, nhưng mà lần đầu tiên mình lên. Bữa nay sẵn dịp mình đưa mấy cô với anh trai đi vô đây tham quan cho biết. Dạ, ra pha được ạ. Thôi ba cái cây lạ ghê ha, cây này cái chân lắm lâu năm hả trời. Cây này chắc lâu năm nó xong, cây này dưới sông hay gì mày ơi. Nè. Này sao vớt được mấy cây này hay trời. Cây này ở dưới này dưới sông tẩy lên đó trời. Ở mấy này trồng lan đã lắm mày. Vô cổng là phải mua vé. Người lớn 80, trẻ em 50. Bây giờ mình làm trẻ em đi lùng xuống nhìn háp lắm chứ, háp lắm hay sao? Già trẻ trẻ thì vú kia đá vú kia lên đôi mét nhở bị xuống vậy nè lạc lắm. Lần đầu tiên vô á, ngay gần nhà luôn á cả nhà, nhưng mà anh em không biết, chưa vô lần nào. Xe điện đó. Gỗ không cả nhà, bằng gỗ không á. Tất cả đều là gỗ hết. Ba sao mày ngâm lâu với lại. Khu du lịch sinh thái Cồn Én. Ôi mấy xe cổ nè.
Trời ơi, cái cây này nó bự nè cả nhà, một cây một mà đục ra nè. Ghê chưa? Quá đẹp. Quay đây là cái xe bằng số đẹp. 6789, 6789, 6789. Trời ơi. Ghê trời. Thứ quý không? Bên đây là thứ quý hết trơn nè. Ghê thiệt. Bên này là thứ quý 8, thứ quý 9. Ghê thiệt. Lấy chiếc ra lại. Khủng khiếp, cái cây cao thiệt chứ. Không đâu mà mua mà chở mấy cái cây này được hay trời. Nguyên cái cây đó. Nguyên cây từ đó đây nè. Nghe tiếng giống bọng cả nhà. Nó chơi á, nó chơi. Ông chủ này giữ thiệt nghe. Nổi cái cây này thôi là lúc làm YouTube tới già chứ được tiền mua cái cây này nữa cả nhà. Ghê thiệt. Trời ơi, cái xe này nọ mà mua cái dạng xe này cũng biết bao nhiêu tiền nữa. Chiếc xe số đẹp nè cả nhà. 777555. À. Đụng cái coi, đó. Số 5 đó. À. Rồi phải ba nè. Hơn á cô. Này khoảng 20 mét á. Có 20 mét á. Đó có trên á. Trên luôn á. Đây 5, 10, 15, 20, có 20 mấy mét. Chút mình mấy người lấy chiếc về. Trời ơi, được chiếc xe này vậy đã trời. Bạch tư quý nè. Dạ. Mấy chiếc này cô ngồi mới hợp nè cô. Cô hợp xuống chút cô. Không để cô đổi tư thế. Đổi xuống thì mất cái tư thế thì sao? Đó, cô ngồi về đúng rồi mà. Đó. Nẹt bô cô. Nẹt bô. Đạp chạy luôn. Ê ba. Hoành tráng quá cả nhà ơi. Kìa chiếc xe đó mới giữ kìa. Xe gỗ à. Đâu hay dễ mới lên xe. Lại đi đâu lại? Camera nhiếp ảnh có ai đi du lịch khu du lịch bắt đầu vậy không cả nhà, anh em nó nhìn cũng bắp luôn cả nhà ơi. Vậy mới là năm nay đánh hàng tay chiếc tỏ là vậy là đúng rồi đó, chứ mặc đồ khác hết anh đương chiều tầm xe cả giống chiếc xe quá ta, xe gì nữa, xe gì đó đúng rồi chiếc mô tô còn đố cô ngồi cái yên mà giấu cái tay tới trước đó. Thái Lan là lại. Làm miếng anh em về ghé đi. Uống phê đi, hồi về nhà mình ăn đi cô ơi. Dạ. Mình uống cà phê đi. Mình còn đồ ăn dữ lắm ở nhà mà. Cái này mà được buổi tối ha, sáng sớm chụp đẹp. Dao kia cá mà dính nhóc trong á. Phải xong mặc đồ cái nè. Đây ra đi săn trong đồng luôn. Cái này kiếm chuột săn xong rồi. Thôi xong cái mày xong. Trời. Đẹp. Mày hả? Quanh này chứ mà cây nào không đẹp. Mình ở đây mình không mới biết lần đầu tiên đúng trời. Mới đi lần đầu luôn á. Thấy xe không quẩn xịn rồi. Ê, mà hồi mình xin số điện thoại đi, có gì cái khách đó mình đặt bàn trước luôn. Cái đường này ấy mà. Ở bên kia rồi. Mày mày đẹp quá ha. Góc bự bự không à. Trời ơi, cái mai bên kia góc bự. Trên mét. Lo mấy xù nữa cả nhà. Góc mai nè. Bên kia nữa kìa. Khủng khiếp.
Kia trồng gì ngoái mày? Nghe vậy á. Dạ. Lạnh hả cô? Mà cảnh đẹp không cô? Ở cái gốc nó sao nó làm gì ngộ chạy? Kìa sống có cây sống. Cái này cái giá cái thiệt hả? Tào lao. Ủa sao làm được gì? Ờ khoét. Ừ. Ừ. Ủa làm gì mấy cây không chết ta? Mà chơi kiểu này cái mai cái cây lồng rừng nó đau biết nghe nhiều nó chạy. Nè. Chơi cái này chơi cái này ác quá ha. Ừ, chơi này độc thiệt. Ừ. Biết nhiều cực khổ nào nữa. Ừ. Ôi chơi ác quá. Không chơi được vậy rồi. Lấy cái máy pin á, cái gắn cái đầu phai gỗ á, gắn cái đầu phai gỗ cái mình phai vô cái nó có vậy. Nó không chóc hết lớp da này đâu có chết. Rồi, nó không chóc hết da. Không được vẫn bôi dưỡng da lại, vẫn bôi liền da lại. Có thuốc đó, thuốc bồi xong rồi mới. Mà chơi gì ác không ơi. Đúng rồi. Đau dữ lắm. Mất sức à. Sơn gen vô. Cái gen viên đạn gắn vô ha. Cái nó cái gì mày? Cái hô vậy? Hô không? Hô gì nữa? Hô cái chép, có hô. Miệng mạnh kỹ đó mày. Cái chơi bạch. Chơi bạch hả? Có hô kìa. Cái họng bệnh kia đó. Đó. Hô ơi hô. Dạ. Đi vô. Đi uống cà phê đi cô ơi, uống cà phê. Hồi mình về đồ ăn quá trời mà. Mát không cả nhà? Bà giữ cả nhà. Kế nhà mình mà mình không biết luôn trời. Nghe đồn thôi cả nhà chứ chưa biết. Con nghe đồn thôi chứ con chưa đi bao giờ luôn á. Gần nhà mà con chưa đi luôn á. Dạ. Dạ uống cà phê đi cô ơi, về nhà mình ăn đi. Dạ. Chứ đồ ăn mà quá trời mà. Dạ. Hỏi cái này là cái bãi cồn nha cả nhà. Cất cái chòi trên bãi cồn luôn. Lúc trước á anh em lúa chạy qua tới con xính á, chạy qua chạy lại hoài luôn á, nhưng mà mình đâu có biết. Cho lúa ly cà phê không đường á. Đó. Vô giá người lớn là 80.000. Em nhỏ là từ mấy ba trở xuống là 50.000. Thời gian nhanh rỗi thì mình có điều kiện mình dắt gia đình đi vô đây chơi cũng ok lắm cả nhà. Đó có ăn uống, cà phê, cà pháo, khu vui chơi. Vòng vòng ở ngoài thì chủ người ta bao lưới lên hết rồi. Ở đây đầu gỗ nhiều. Trời ơi sao siêu tầm được mấy cái gỗ này dữ thiệt chứ. Mấy cái cột này cũng là bằng gỗ hết rồi cả nhà. Mấy cái rừng vòng vòng á hình như là gỗ hình như nó chìm dưới sông á. Đẹp quá ha. Em biết cái tiền nhà nội tiền cây không biết cái này nha. Tính ra biết rồi không. Ở đây không có đi xe đạp ra giao qua giao đoạn đó. Đi qua mình chơi gãy quay đi qua. Mày làm như Mỹ Phước Thành vậy á. Ra cái đường đó kìa. Không, ở đây đầu tư ta tiền này nhiều hơn Mỹ Phước Thành nhiều. Mỹ Phước Thành thì làm đồ đơn giản lắm. Nhưng mà khách đông. Ngày mới mà tụi bị. Mà kia có trời không có người ngồi kìa cô. Kìa. À, mấy cô cháu mua cà phê uống rồi nha. Mình đi tham quan cho biết. Xong rồi về mình sẽ quay về nhà để ăn uống. Tại vì đồ ăn cô mua rất nhiều lắm. Dưới sáng à. Dạ. Anh Quý với anh Thiết cô nhắc hai anh hoài luôn á. À, có dịp qua Tân Xính thì con sẽ alo cho cô ạ. À. Dạ.
sông á. Cái này con đổ ở ngoài sông cái á cô. Cái này giống cái sao cái dầu gì á. Sao mà sưu tầm được mấy cái này mới ghê nè chứ. Lại đây á. Bỏ cái liêm đó đi. Cái này cái gì, cái dầu cả nhà. Chụp lấy nguyên này nè. Bự lắm á cả nhà ơi, chứ câu gì chứ bự lắm á, thấy cô đứng kìa. Đây là khu vui chơi cho mấy bé. Cái ké người lớn chơi cũng được luôn nha cả nhà. Đây xong coi kìa không? Đúng đẹp, đẹp trời. Hết biết cái con hái bự ha. Tưởng nha ghê ha. Dương là thun mắng hay xong. Này phun quạt lửa. Cây đường đường nhau nhìn thấy đẹp quá. Đẹp ha. Trời. Lại chụp hình đó. 1 2 3. Sau khi tham quan cồn Én xong rồi á, cả nhà mình sẽ quay về cái du thuyền của mình đây. Hên xong rồi, còn xong rồi. Thầy ơi, nó nằm trên bờ cái gì mày ơi. Được, không sao, còn được. Cô đi từ từ lên nè cô. Con lên đây. Lên, cô lên. Kéo lên. Không được. Chắc cái lời. Từ cái cô, từ cái cô. Không sao. Rồi, mình xuất phát về nhà thôi. Bye bye Cồn Én. Bye bye Cồn Én nghe. Cồn Én. Sau chuyến đi trải nghiệm thì giờ về mình quất nha cả nhà. Bữa nay đi. Nay đi cũng ngồi cũng 2-3 tiếng đồng hồ trên ghe cả nhà. Mấy cô trải nghiệm xong tiền. Nắng quá trời luôn. Nếu mà nói là có duyên nên cô cháu mình mới gặp chứ đâu có biết ở đâu là đâu ha em. Dạ. Cảm ơn YouTube. Ủa cái sách nãy đâu rồi? Ơi cô sao? Cái YouTube của con ngày càng phát triển lên nhiều. Dạ cảm ơn cô. Mấy triệu view. Lấy cái máy cày xuống lên xong. Chút xíu nữa sang lại chơi coi nha. Anh Lực thì hồi nãy gặp ảnh nhưng bên này liên lạc không được. Mới lại là cô mua bia rồi đó. Này mình sẽ ăn heo quay với bánh hỏi tôm với món này là món đặc biệt nha cả nhà. Gỏi hủ dừa với tôm với da đầu heo với cháo này là cô chuẩn bị dưới lên em lên luôn á cả nhà. Lúa gì có được có cái củ hủ dừa thôi chứ không được gì chứ. Đó là cái giá bự nè. Dạ. Dạ dạ. Mời mọi người nha. Dạ. Anh em mình thăm vọng coi. Cô dùng tự nhiên nha. Dạ. Tự nhiên lắm. Vô. Vô. Đủ mới. Chén đó, chén để rồi đó. Vô này. Chị có vô cái đi, chị có mời. 1 2 3. Vô. Con mời cô. Dạ. Con mời mẹ. Con cô đến chơi nghe với con nha. Xong cái này hay cài lông hơi cái này. Chị lên. Chị lên. Con hỏi cô ơi, cô muốn cái gì?
cô trong đó thì lên được không? Tấm lần này cái lần sau đông đông nghe chị. Lần sau cũng đông đông. Cái hội của cô tới mười mấy người lần mà. Bữa nay là mới đi khảo sát thôi. Chứ sao? 12 tháng đứa nào sinh nhật là bắt đầu cứ tới đứa đó đãi đứa kia, đứa nọ đãi vậy cứ xây dòng vậy mà chơi nhạc sống đồ làm giữa trời đó. Cô Cúc nãy cũng tâm sự cả nhà, hồi trẻ cũng trải nghiệm, nói chung cuộc sống cũng khó cả nhà. Nên cô thấy mấy anh em cô thương lắm. Bây giờ là lớn tuổi rồi nhưng mà đi giờ hưởng thụ thôi chứ không còn làm gì nữa. Cái này mà cái này cái ai vậy? Ăn thử rồi nó vừa miệng ở dưới ở bút kẹt rồi nó dạ, vừa miệng. Đây là cháo của cô làm ạ. Này cháo cô làm á cô Cúc. Cháo dầu. Dạ. Cháo dầu nó hoài, nó có đồ hoài chứ không? Dạ. Rồi bữa nay thưởng thức của cái món của chị luôn nha. Có chưa? Bánh tre. Mình ăn hồi đi ha, dùng cái này cho. Để. Rồi rồi ăn tự nhiên nha. Dạ dạ. Mấy đứa tụi con là đói dữ lắm. Con không có mắc cỡ đâu. Tụi con là bình thường. Thôi luôn đi. Hơi nực rồi. Hỏi mày ra tụi con chịu đựng lâu lắm, tới chiều tao hỏi luôn. Sợ mấy đứa con đói. Bữa nay là mấy cô chú xem kênh lâu năm là bữa nay mấy cô chú biết cô Cúc Lê rồi đó. Bữa nay là lần đầu tiên đó. Cũng 60 năm nay rồi cả nhà. Nguyên một cây mà kia ăn hấp dẫn hết. Lấy một gió mà dây không ổ điện không có. Ở trong phòng của chúng nó là gió. Mình ăn lúc lấy ra. Nực quá ngồi. Mùa nắng ở đây cái này là dữ lắm cả nhà ơi. Ở dưới cô còn ở đây còn có cây cối đồ chứ dưới cô là chăn chát luôn á con. Ở dưới hình như là dừa nhiều phải không cô? Có chỗ dừa như tụi cô ở chợ nên thành ra nó nắng dữ lắm nắng. Dạ. Dạ, yeah. Dưới là chị mới lạnh à. Cô ở dưới nắng dữ lắm nắng. Ủa mẹ con ăn chay. Để thôi, để đi. Con. Lại chân khác ạ. À. Vậy hả? Quên ạ. Dạ. Không có dính chén cái hơi nó qua nó đó. Cô cũng ăn lạc nhưng mà tới ngày cô mang lạc 14 gram vậy. Dạ. Yeah. Mẹ con ăn cái trường ạ. Đây mồi của mẹ con. Vậy là mấy cô nhà cũng nôn hết trơn nha. Dạ canh coi hết cô. Mấy cô nhớ giới thiệu ngày mai á, coi sáng 7 giờ là có trên kênh Hai Lúa Miền Tây á. 7 giờ ha. Dạ. Rồi các bạn đón xem nha. Nếu như còn tỉnh nha. Nếu như mà xỉn là tới 9 giờ lận. Cứ sáng cô ăn sáng rồi xong uống rồi xong là cô nằm cái ra đó là cô cứ bắt lên con trước. Kiếm con đầu tiên. Có hai ngày là con không lên cái cô nói bộ cái điện thoại tao nó hư hả cái gì cô bấm vô hai lúc vô cái đặng cô kiếm ai về nó toàn là đồ cũ không à mấy cái clip cũ không thì ra bữa đó nó sỉnh rồi đó coi. cảm ơn cô rất là nhiều nha. Nói chung thì cô không phải là ủng hộ một kênh đâu cả nhà, cô xem rất là nhiều kênh nha chứ không phải là một mình kênh Hai Lúa Miền Tây đâu, nhiều kênh lắm. Cô là để cô lên tới cô nhắc nhở xong à, con đừng cố gắng quá mà con lặng á cái dạ. Cái cô hồi hộp với nó chui là cô nó có cái cảm xúc gì kỳ lắm, nó hồi hộp cứ cô cứ hả con nín con chưa lên là bắt đầu cô nín thở cô chào cho con lên được á. Nhiều khi cô cứ nói thở cô nói ba xong lặng á cả nhà, cô nín hơi thử rồi mà chừng nào ba xong nổi lên mà cô nói ba hơi rồi mà xong chưa nổi lên á cô lo. Nó cũng quen rồi cô ơi. Nhưng ta có gì lúa cảo lên cho. Lấy dây cột cảo. Ủa nãy không để bánh hổ riêng cho em ăn tương à? Dạ không sao chị. Em đây ăn bánh hổ. Sang lâu dữ trời. Em hồi hộp và em sợ em không biết đói rồi có xỉu không nữa. Không, tôi nghĩ là đi chơi biết cũng quen rồi. Dạ. Mấy cô thấy tụi con ăn không mau không? Ủa mày tôi là con làm chưa được 5 phút rồi hết trơn. Mới hôm trai gái phải dậy. Dạ. Tụi chị đi Tiền Giang.
Dạ. Đi Tiền Giang được. Từ cái là chuyến này đi cái tuần sau chắc đi. Con lúa nói à, mẹ ơi, bữa nay mấy cô ngủ lại nha. Tại vì chuẩn bị sẵn á, cô nếu mấy cô có nghĩ lại thì chuẩn bị phòng sẵn á. Còn nếu mà có mấy cô về thì thôi. Không có tại nấu vậy mà nếu mà tiền hột vào thì xế nè. Vậy muốn ở lại ép cho nhậu à. Chung thì lúa cảm ơn mọi người thời gian qua rất là nhiều, đặc biệt ba cô về đây bữa nay trải nghiệm cùng anh em lúa. Thì cuối clip lúa xin chúc cho mấy cô thật nhiều sức khỏe, lúc nào cũng trẻ. Không có đâu, không có đâu. Nhìn cô là không bao giờ con ở ngoài là đó là cô không bao giờ qua 50 được, nó có thiệt. 66 rồi đó cô. Honda Dam cũng có nè, 67 cô cũng có nè, Cánh Én cô cũng có nè, Gim cô cũng có nè, Alac cô cũng có, nói chung quy là đồ Thái không nha, rồi SH cô cũng có. Mà bây giờ cô tính sắm một cái chiếc xe nó có cái ba cái bánh đó. Không, cái xe bốn bánh là ba bánh là có cho trong đúng mấy đó mà. Có hai cái bánh giữa đặng mình lên cái mình khỏi có khỏi chỗ giò. Nó có hai bánh sẵn. Trời mẹ luôn không biết rồi nhỉ. Ở dưới quê không có biết. Tính, là nói chung quy tính sẵn đó một chiếc nữa đặng có khi nào là lên xe đặng cho đừng ngã. Dạ. Một lần cô lên chiếc đó. Cái cô thấy nó nặng quá cái cô chống biết cô mệt quá. Thằng rể gì cô mới nói cho con ấy. Rồi sẵn chạy đụng trăm cây số cho nó luôn. Càng ngày càng lớn tuổi xương cốt mình nó không có được tốt như con trẻ. Nhưng mà nhìn cô không lâu già lắm, không có già đâu. Cô đi tập tới dữ lắm. Dạ. Đi bộ hay chị Cúc? Không, chị chạy xe đạp. Chạy xe Rồi, bây giờ thì tạm thời chia tay cả nhà nha. Hẹn cả nhà clip sau. Chúc cả nhà có vui vui vẻ. Cảm ơn ba cô về chơi với tụi con. Bye bye mọi người. Bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà. Bye bye mọi người. Bye cả nhà.